Hôm nay cô Hiền sẽ dạy cho các bạn phép chia có dư một số bất kỳ cho 9 theo một cách đặc biệt. Ví dụ đầu tiên là 8.767 chia cho 9. Đầu tiên ta hạ 8. 8 cộng với 7 bằng 15, ta viết 15. Và 15 cộng thêm 6 thì bằng 21, ta viết 21. 21 cộng với 7 bằng 28. Lấy 28 chia 9 bằng 3, dư 1. Ta chú ý số dư là bao nhiêu thì đó là phần thập phân vô hạn tuần hoàn, nên ta viết 3,111 chấm 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 vào vị trí này. Cộng các kết quả này với nhau, ta thu được 974,111 chấm chấm chấm. Và kết quả 8.767 chia 9 chính bằng 974,111. Đây là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 1. Chúng ta cùng áp dụng với phép tính tiếp theo là 12.586 chia cho 9. Đầu tiên hạ 1. 1 cộng với 2 bằng 3, ta viết 03. 3 cộng với 5 bằng 8, ta viết 08. Và 8 cộng 8 bằng 16, ta viết 16. Chữ số cuối cùng là 6, ta lấy 16 cộng với 6. Kết quả bằng 22. 22 chia cho 9 bằng 2, dư 4. Như vậy, phần thập phân vô hạn tuần hoàn là các chữ số 4, và ta viết là 2,444. Cộng các kết quả này với nhau, ta thu được 12.586 chia 9 chính bằng 1.398,44. Đây là một số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ là 4. Áp dụng cách tính trên, bạn hãy tính giúp cô kết quả phép tính 7.544 chia cho 9 xem kết quả bằng bao nhiêu, và comment cho cô biết đáp án của mình nhé. Hôm nay cô Hiền sẽ dạy các bạn cách chia một số bất kỳ cho 9 theo một cách đặc biệt. Ví dụ đầu tiên là 11.286 chia cho 9. Đầu tiên hạ 1. 1 cộng 1 bằng 2, ta viết 02. 2 cộng với 2 bằng 4, ta viết 04. 4 cộng 8 bằng 12, viết 12. Và cuối cùng 12 cộng với 6 bằng 18. Lấy 18 chia cho 9 bằng 2, ta viết 2. Cộng các kết quả này với nhau, ta được 1.254. Vậy 11.286 chia cho 9 chính bằng 1.254. Chúng ta cùng thực hành với phép tính tiếp theo là 9.765 chia cho 9. Đầu tiên hạ số 9. 9 cộng với 7 bằng 16, ta viết 16. 16 cộng với 6 bằng 22. 22 cộng với 5 bằng 27. 27 chia cho 9 bằng 3, ta đặt số 3. Cộng các kết quả này với nhau, ta được kết quả là 1.085. Vậy 9.765 chia cho 9 bằng 1.085. Áp dụng cách tính trên, bạn hãy tính giúp cô kết quả phép tính 29.871 chia cho 9. Comment cho cô biết đáp án nhé. Xin chào các em, hôm nay cô sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện vui. Có ba nhà khoa học đi cùng nhau trên một chiếc khinh khí cầu, nhưng chẳng may khinh khí cầu bị rách và
và chúng ta phải ném bớt một người xuống. Nhưng trong ba nhà khoa học đó thì ba người đều có tầm quan trọng như nhau. Người thứ nhất là một chuyên gia về môi trường, ông có khả năng làm cho trái đất trong sạch và tốt đẹp hơn. Người thứ hai là một chuyên gia về vũ khí hạt nhân, ông có thể ngăn chặn chiến tranh và giúp cho thế giới trở nên hòa bình. Người thứ ba là một chuyên gia về lương thực, ông có khả năng nghiên cứu ra các loại ngũ cốc và giải quyết vấn đề lương thực trên toàn cầu. Câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta nên ném ai xuống? Hãy comment đáp án và đón xem phần 2 của cô nhé!